Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha Vio Long Đào mới, ngon đào mộng. Anh bị sai. Ông biết rồi. Một người chồng cố cho rằng tất cả tại anh sai. Ok. Cái zoom của anh hả? Sao là zoom của anh hả? Zoom nó không kiểm soát em ơi. Lại đi. Thôi khỏi zoom đi. Lại. Khỏi zoom đi. Em bắn cái tool vào cho anh như zoom tool nhá. Ok. Có tiếng Anh không? Tiếng Anh hả? À? Tiếng Anh là C2 đó. Một câu hẳn, hết một câu tiếng Anh luôn á. Gặp em anh muốn say hi. Tiếng Anh, tiếng Anh cái gì mai mai đó. Mai mai, thậm chí cái gì đó. Make up your mind. Mai. Mai mai. Kêu là baby make up your mind đi. Hey, anh vẫn nhớ tới đó khi hôn nhau đầu tiên là vào ngày mấy. Mình cùng bước giữa phố và tim đập nhanh lần đầu nắm tay. Tim đập nhanh lần đầu nắm tay. Từng bầu trời đắm say. Từ đầu tim cầm xuống nơi đâu ngày hôm ấy. Xuống nơi đâu ngày hôm nay ấy. Nhớ tới đó khi hôn nhau. Anh cứ thử mấy màu nhé. Dạ. Xong xem sẽ chọn màu là được. Ok. Ê, anh vẫn nhớ tới đó khi hôn nhau đầu tiên ngày mấy. Mình cùng bước giữa phố tiên em đầu nắm tay. Từng một bầu trời đắm say. Từng tiếng cần xuống nơi đâu ngày hôm ấy. Trả cho anh lại đi. Ê, anh vẫn nhớ tới đó khi hôn nhau đầu tiên là vào ngày mấy. Anh vẫn nhớ tôi đó khi hôn nhau đầu tiên là vào ngày mấy. Anh đứng siêu sát cái micro luôn. Sát nữa, sát, cái là sát luôn. Hey, nhớ tôi đó khi hôn nhau đầu tiên là vào mấy. Anh bị sai. Ông biết rồi. Hey, anh vẫn nhớ tôi đó khi hôn nhau đầu tiên là vào ngày mấy. Anh vẫn nhớ tôi đó khi hôn nhau đầu tiên. Anh bị sai chữ anh á. Anh bị sai chữ anh nên là cái nhịp sau anh sai luôn. Chắc để làm một cái. Thì bây giờ đổi không? Tính cách đổi không? Không, em thấy đổi hợp lý hơn. Tại vì thu nó không ra đâu. Em cũng muốn đổi. Đổi đi. Nên đổi. Để trong lúc về sạc pin đi. Bởi do hai cái màu dạng khác nhau đó. Khác nhau, cái này bị thấp với anh quá. Cái đoạn đọc thì hợp với Hiếu hơn. Đúng rồi, đọc cũng hợp với Hiếu. Như giọng em yêu không hợp bởi vì bay bay giọng cao cao bên trên nghe nó kỳ lắm. Để khúc hình cũng thấp, yêu vẫn hợp nhá. Ví dụ từ từ tính lại like. Rồi bật lại cái lời. Rồi. Reset không số 0 này. Tại trước là Hiếu hát đoạn này là hợp chất rồi, mình cũng nói là hợp chất. Nhau đầu tiên là vào ngày mấy. Mình có bước giây phố khi con tim đập nhanh lần đầu nắm tay. Từng một bầu trời đắm say. Dù tìm cảm xúc nơi đâu ngày hôm ấy. Rick là không chịu hát đu đích. Không, câu này Rick không hát à? Rick? À tại sao? Vì Rick... Tại...
hiểu cái đấy. Tâm sinh lý của Rick ấy. Muốn đọc kia nó hát hay như thế. Ờ, đấy nó hát hay mà. Hay của ta. Thôi, anh xíu là nó ốc sọ, cái này. Bắt ép đi. Lại gần cạnh bên và nói say hay quá. xem ba anh em nghe lại xem có hay không này để lát nữa em chọn này. Feeling free không ai quên như lâu nay. Mong mong quên nhưng mà anh đã đâu hay. Bây giờ đây không ai cho con tim bay bay như là em. Ừm bước hầm hầm như là em. Tâm trí xoay quanh đây là em. Còn em giờ nhìn được tôi không mà tất cả sẽ yêu một người. Còn có một lần này sẽ không yêu đến một ai. Anh muốn cho em sẽ phải luôn ông thấp. Xung quanh yêu ai toàn xe. Chuyện tình yêu không hay chỉ tin anh trong đó. Anh cứ làm như thế. Chốt chưa? Tôi vào này. Sợ đi. Chốt. Nha. Kệ đi. Ra lấy cho nó sốc lắm á. Anh nối cô ấy được không? À, tức là anh cứ tách á. Được, 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 được. Nhưng mà anh thôi, em co đầu đi. Thì em thôi. À, anh cứ hát tiếp đi. Anh cứ hát tiếp rồi. Cho mời. Để mà lấy cái tinh thần á. Đằng nào thì mình cùng bước tiếp thôi. Lại đằng nào thì mình cùng bước tiếp thôi. Ráng chữ đằng nghe vô nghe nó lực anh. Đằng nào thì cùng đằng nào thì mình cùng bước tiếp thôi. Anh quên hết rồi. Hạnh phúc hơn là nơi không có em. Gặp người bao nhiêu là kéo anh chịu lắng nghe. Ok à, lấy tới khúc nào thì em cắt tới khúc đó thôi. Thu lại luôn nha, thu lại từ đầu nha. Ừ. Cho em thu lại từ đầu đi. Đằng nào thì mình cùng bước tiếp thôi. Anh quên hết rồi. Hạnh phúc hơn là nơi không có em. Gặp người mới luôn là kế bên chịu lắng nghe. Một người chẳng có cho rằng tất cả tại em sai. Một người em không thích chứ có nối chữ em nhưng không hay lắm có anh nghe bị
vẫn bị dính chữ quá. Hơi tắt nhẹ được không anh? Được. Nhẹ thôi. Ừ. Mình thêm lần nữa. Năm nào thì mình cùng bước tiếp thôi. Anh quên hết rồi. Hạnh phúc hàng ngàn nơi không có tên. Gặp người mới luôn là kẻ chịu lắng nghe. Bị đờm rồi. Yeah. Một người chẳng cố cho rằng tất cả tại anh sai. Ok. Cái dung của anh hả? Sao là dung của anh hả? Dung nó không kiểm soát em ơi. Lại đi. Thôi khỏi dung đi. Lại khỏi dung đi. Em bắn cái tun vào cho anh như dung tun nhá. Ok. Thế lẽ chưa lắng nghe. Một người chẳng có cho rằng tất cả tại anh sai. Ok. Ok mà. Đằng nào thì mình cũng bước. Này không biết chứ đằng nào. Đằng nào thì mình cũng. Đằng nào thì mình. Đằng nào thì mình. Đây là người hay nè. Đằng nào thì mình cũng bước tiếp thôi. Đằng nào thì mình cũng bước. Chữ cờ của này không rõ. Cùng bước tiếp, đằng nào thì mình cùng bước tiếp thôi. Anh quên hết rồi, hạnh phúc hằng ở nơi không có em. Gặp người mới luôn ở kế bên chịu lắng nghe. Một người chẳng cố cho rằng tất cả tại anh sai. Tất cả tại anh sai. Tất cả tại anh sai. Nước miếng. Rằng tất cả tại anh sai. Đằng nào thì mình cùng bước tiếp thôi. Anh quên hết rồi. Hạnh phúc hằng ở nơi không có em. Gặp người mới luôn ở kế bên chịu lắng nghe. Một người chẳng cố cho rằng tất cả tại anh sai. Okay. Một người chẳng cố cho rằng tất cả tại anh sai. Tại vì hai cái đấy, hai cái dấu khác nhau mà. Tiếng Anh có tiếng Anh được không? Tiếng Anh à? Tiếng Anh là C2 đó. Một câu hẳn có hết một câu tiếng Anh luôn á. Gặp em anh muốn say hi. Tiếng Anh, tiếng Anh cái gì mai mai đó. Mai mai, tâm trí cái gì đó. Make up your mind. Ờ, cũng hay. Mai mai. Giờ đây em chắc thắc mắc. Giờ đây
Giờ đây em chắc thắc mắc anh liệu có yêu thêm ai. Người nào ở chung giường vào những khi đêm dài. Ok mà. Thử nhé. Không hay, đúng không? Cái quãng này của anh là cái quãng nó căng căng của anh. Nó chưa căng đúng không? Nó căng rồi, nó căng giọng thật. Nó căng giọng thật nhưng nó thấp giọng giả. Hiểu, tức là nó giọng pha nó, làm ở giọng mic á. Đúng rồi, giọng mic. Thì anh phải lụm cái giọng đó đi. Make up your mind. So please make up your mind. So baby please make up your mind. So baby please make up your mind. So baby please make up your mind. Ok, hát gì đi, hát gì đi. Nhẹ hả? Ok, hát gì đi. Thử nhé. Chung giường vào những khi đêm dài, nhiều khi em muốn quay lại. So baby please make up your mind. Chưa hay nhỉ? Xin phép bỏ cái tune đi. Ừ. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anjai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Anjai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.